Các sông băng của dãy Alps đang trên đà tan chảy và biến mất với tốc độ nhanh nhất trong ít nhất 60 năm qua. Đây là hậu quả từ những đợt nắng nóng khắc nghiệt ập đến hầu hết các khu vực của châu Âu vào mùa hè này. Nhiệt độ ở Zermatt, một khu nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng ở Thụy Sĩ, đã tăng lên 30 độ C trong mùa hè này. Trong khi đó, thì nhiệt độ ở dãy Alps đang ấm lên khoảng 0,3 độ mỗi thập kỷ, nhanh gấp đôi so với mức trung bình của toàn cầu. Hầu hết các sông băng trên núi của thế giới đang tan chảy do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, những con sông ở dãy Alps ở châu Âu thì đặc biệt dễ tan chảy hơn vì chúng hẹp hơn với lớp băng phủ tương đối mỏng. Theo các chuyên gia, nếu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng, các sông băng trên dãy Alps dự kiến sẽ mất hơn 80% khối lượng hiện tại của chúng vào năm 2100.